chú đưa sau nha. À, rồi đứng góc đó đây, rồi hát tặng cho ông bà rồi về. Rồi rồi con xếp hàng đi con, con đi sau con xếp hàng đây. Nè bé này là con gái ha, tặng cái này con ông hay con đứa? Cũng mấy bé à, cô có em bé thấy không? Tại cái này là cũng có quy định riêng của Mạnh Thường Quân ha, thì có bé là mới được nhận quà nha, không có ai là nhận giùm giùm ai được hết, ý là tính bé là mới được nhận được quà nha. Cô ông bà cô chú anh chị các bạn cũng hết sức thông cảm giùm nha. Thì bé nào có bé thì nhận quà. Đây các con. Lại đây lấy con. Bây giờ chú phát trước ha. Rồi hát một bài tặng ha. Ha, phải hát một bài tặng nha. Tặng cho bà ông ha, rồi chú. Bà phải kêu có trẻ em mới được bà. Tại dạ cái này dành cho trẻ em chứ không phải dành cho người lớn. Dạ bà thông cảm giùm con nha. Rồi bây giờ từ từ nha. Không hát thì nghe theo cái bài hát rồi bật lên mình hát cái mình tặng cho quý khán giả ha. Đó. Và ông bây giờ chú dặn nè, một khi mà chú tặng quà xong, cảm ơn ông bà chú đã tặng con quà Trung thu. Nhớ không? Rồi, đây nè, chú 5 giờ rồi. Chú gửi cho con đây, con đưa phiếu. Rồi, cầm lên đây ngang hầu dòng người phán hay về nha. Bật lên hát bài hả về nha. Đây rồi hầu bật lên con đứng ở góc đó đi. Rồi tới em khác vô đứng góc nha. Rồi rồi chưa để con cầm, đây là bé nào cầm phiếu với bé đó nha. Đây rồi cầm đứng góc đi rồi hát tặng cho ông và bà rồi xong rồi cái mình về bật lên có bài hát trong đó ha. Rồi đứng trật tự đây vô. Chưa từ từ xếp hàng đi con. Ờ ngoan quá. Rồi đứng đó đó, để hát giống bài đó đó. Bây giờ bật lên trước đi. Ờ bật lên trước đi, tập theo hát giống bài đó đó. Chưa đặng chốt ha. Rồi từ từ. Từ từ. Đây. Ha. Đây. Rồi, rồi đứng ở góc đó đi. Rồi xong rồi mình hát tặng cái mình về. Đây, đưa phiếu, bé nào có phiếu cầm trên tay nha. Chú lấy phiếu trước rồi chú đưa sau nha. À. Rồi đứng góc đó đi rồi hát tặng cho ông bà rồi về. Rồi rồi con xếp hàng đi con, con đi sau con xếp hàng đây. Nè bé này là con gái ha, tặng cái này con ong hay con bướm vậy nè ha. Rồi Trung thu tặng vậy được chưa? Chưa được hả? Chưa được tặng thêm hộp bánh Trung thu nữa nè. Dạ có em bé mới được con. Dạ đây vô. Dạ đây. À, con đứng góc nha. À, con đợi một chút đi con. Cô đợi một chút đi. Dạ không có phiếu cô gắng đợi một chút đi nha. Ưu tiên cho mấy bé có phiếu nha, để hậu phát xong rồi mấy bé có phiếu lại con không có cái đường con phát nha. Con không có đủ quà đâu con phát. Dạ, này. Rồi. Rồi đừng có vàng nha con. Ờ cái đem lại đánh đi. Có cái nhà nhỏ đem lại đánh. Từ từ đây con. Đứa nào con mới lấy phiếu rồi đứng vô. Đâu phiếu đâu. Rồi đưa từ từ bé. Đâu nào còn thiếu bánh không? Chưa từ từ đứng góc đó đi. Rồi. Rồi đứng đây. Chị ôm nè cầm từ bé ra đàng hoàng á. Trời ơi rất bánh Trung thu luôn. Lượm lên con. Rồi từ từ. Dạ đây. Rồi chị có thể hỗ trợ cầm cho bé ha. Đây. Rồi cái con phải không? Đây. Dạ con đợi chút đi con. Dạ, chị thông cảm chị đợi chút đi, tiền không chịu có phiếu. Đợi tới phần quà của chị, phần quà xin đứng đó nha, phan hay về nha. Đây, rồi chưa? Có chưa? Chưa không? Có rồi, đứng nắng đây. Đứng nắng đi. Rồi vô. Vô bây giờ. Chưa đợi chút nha con, hát tặng ông bạn bài rồi về, đâu bé nào nữa. Không có quà thì có bé thì lợi nhận đây con coi phiếu con Tây Ninh này thua rồi con. Ờ à, đúng rồi. Rồi cô cho bé đứng ha, hát tặng cho cô chú này kia một bài rồi cái xong cái mình hay về ha. Rồi đây vô con đứng đợi một chút đi con đứng đợi một tí đi ha, con đứng đợi một tí đi ha. Rồi cậy ưu tiên cho bé này luôn. Rồi con đứng đó xếp hàng đây. Rồi con phiếu không? Rồi đây rồi chưa? Đây nè con đó rồi chưa? Rồi rồi
Rồi anh Sáu sắp xếp cho mấy bé hát tặng rồi, bật lên hết. Có bé nào mà hát không được không? Anh Sáu chơi xếp hàng rồi anh Sáu. Rồi hát đi. Đây. Đây. Sát vô. Sát vô, sát vô, sát vô. Sát vô. Thì tí nữa đi chứ đông quá nhiều không nổi. Rồi. Nè, khuôn mặt trời đây, tập trung vô hát nè con. Hát tặng cho bà ông này kia rồi mình về. Rồi mấy con ấy thì phía sau. Rồi tập trung vô. Đây. Đây lại đây đó. Ờ con hát không được thì con múa ha. Rồi nè. Nè. Nè, 1 2 3 bắt giọng nè, Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi nè. Quay lại đây nè con. 1 2 3 Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi. Em đốt đèn đi khắp phố phường. Rồi như vậy được rồi. Bây giờ đồng thanh một cái ha. Cảm ơn ông, cảm ơn bà. Nè, nói theo chú nè, cảm ơn bà. Cảm ơn ông. Cảm ơn chú. Đã gửi cho con quà Trung Thu. Con chúc ông bà chú sức khỏe và bình an. Rồi, vỗ tay lên, vỗ tay lên. Rồi, xong rồi đó. Rồi, về về đi con. Được rồi đó. Về trước đi. Nè, con bé này là không có phiếu mà không biết học cái ấy không, kệ đưa cho bé luôn. Rồi, rồi vô. Nè. Vô đây. Rồi. Rồi. Rồi đứng góc đây đi con, đứng góc đây, đứng góc đây. Rồi, từ từ. Rồi. Rồi đứng góc. Đứng góc. Rồi con đứng góc đó. Rồi. Không. Kêu bé nào vô nhận bé đó coi. Dạ đâu có, cô bé chị giao nhưng mà giao dặn qua lãnh không được. Ờ không có được rồi thôi, không có được thôi. Không có được thôi. Vì con đứng đại diện nên lấy được phiếu thôi. Dạ. Tại thông cảm cho chú. Tại vì phải cho mạnh thường lấy à. Nè nè con, lông đen nè. Nè. Có hả? Có hả? Rồi tới bé nào, đây, vô, đưa phiếu đây. Cảm ơn chú. Rồi, cho bánh, cảm ơn chú. Rồi. Cảm ơn chú. Đây. Rồi, đây. Rồi con đứng xếp hàng rồi đó, chút nha, chú hát cái xong cái tặng ông bà cái mình về ha. Đúng không? Đứng đó đi, mình hát tặng mà, ví dụ người ta gửi quà. Vậy gì không, không thôi là không được nghe con. Ờ con chịu không? Tại vì cái này là của ông bà tặng chứ đâu phải của chú thằng chú đâu. Này, đưa phiếu đây. Này. Nè con. Ờ chúng ta chú rồi đứng góc lên đi con. Rồi. Rồi mấy bé không có phiếu thì yên tâm cứ đợi ở đây chừng nào chú mà phát còn còn dư thì chú tặng ha. Rồi. Rồi, cứ đứng góc đó đi. Giờ dẫn mẹ. Rồi còn bé nào nữa không? Đường chưa? Vô luôn con. Vô được, người lớn lãnh được mấy ơi. Lãnh cho nói mà. Không là lãnh được, người lớn lãnh được. Rồi con phiếu bằng đâu? Cái gì? Không có phiếu con đứng đó đi. Đợi đây. Thôi ơi bảy, ấy đi bảy. Rồi, lãnh dùm dao đi. Thôi lãnh dùm luôn. Rồi để hầu điếm phiếu lại nha. Rồi nè hát nè, hát hát lên bài rồi mình về ha. Đợi chút. Đây. Vô. Nè cái bánh hộp cho bánh Trung Thu nè. Rồi, đứng đứng vô góc con. Đây nè con. Đây, anh Sáu lấy giùm em cái lồng đèn này. Đây, tập trung vô. Sát vô, sát vô, sát vô. Sát vô. Rồi nè. Dạ. Rồi nè, hát coi. Bây giờ, nè, hát coi. Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi. Hát lớn luôn mấy con. 1, 2, 3. Rồi sao nữa? Em đốt đèn đi sắp phố phường. Em đốt đèn đi sang phố
đèn trung thu với đàn cá chép. Rồi cảm ơn. Bây giờ mình đồng thanh một cái cảm ơn cô và trời bà ông và chú nha. Rồi 1 2 3 cảm ơn. Cảm ơn bà. Mấy con nói theo bà. Ông và chú. Rồi chúc mấy con ăn trung thu thật vui vẻ ha. Rồi vậy được rồi đó. Rồi. Phía đâu bây giờ cho anh Sáu anh đếm lại coi còn còn bao nhiêu nữa anh Sáu, tại cái này 50 phần đó, anh đếm thử coi được bao nhiêu rồi anh xé bỏ đi, anh đếm thử coi còn được bao nhiêu phần đó. Mấy con đợi chút nha, mấy con là trong trường hợp phát sinh nha. Phát sinh hả? Dạ, mấy con phát sinh thì hầu tính sao. Bảo hả? Này cảm ơn. 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 Cười cái, cười cái được. Rồi, con học lớp mấy? Con học lớp 3. À, con tên gì? Con tên Ngọc. À, nhà ở đâu? Nè thôi chú cậu bà nè ha. À, trung thu vui vẻ ha. Đây. Rồi đây, rồi đứng góc này đi con. Đứng góc hát tặng ông bà cái mình về ha. Rồi, đây vô. Đây, đó. Đây là con phiếu đâu? À, hai cái gì? Cho hai em con. Ờ hai đứa cầm từ phiếu từ đứa đi, còn con có phiếu không? Cầm đi, đứa nào cầm đi. Ờ con ai có phiếu thì con đứng con đợi đi nha con. Nha. Con đợi chút nha để chú phát cho con là nửa chừng nó thiếu sao. Rồi, đứng ra góc đó đi con, hát tặng ông bà cái mình ấy này. Trung thu vui vẻ nha. Đây nè, bánh nữa nè. Ồ, đứng góc đi. À, quá vui. Ờ, tắt đi, hầu bật lên cái mình hát tặng ông bà cái mình về đưa phiếu cho bé cầm được. À, đây, đây. À, trung thu vui vẻ ha, đứng góc đó đi con. Mình cảm ơn ông bà cái mình về. Rồi, con đứng góc này nè. Rồi. Ờ, đây. Giờ đây. Đây. Rồi, cảm ơn ha. Ôi ơi. Rồi, con đứng góc đó đi con. Nó quá thế. Rồi, lấy cái đồng đèn luôn con. Đây, lồng đèn. Đó. Rồi, đây. Mình hát Tết Trung Thu nè, xong rồi mình về, xong tập vô nè. Tết Trung Thu rút đèn đi chơi ha. 1, 2, 3, hát lên. Em đốt đèn đi khắp phố phường. Rồi, vậy cứ đơn giản thôi. Cảm ơn bà. Đây nè, chứ con nói theo nè. Cảm ơn bà. Cảm ơn ông. Cảm ơn chú. Đã gửi quà Trung Thu cho con. À, chúc bà ông chú luôn luôn sức khỏe và bình an. Rồi vậy được rồi. Rồi rồi về đi con được ha, vui ha. Ôi, cái chân bị gì hả? Bị tật hả? Trời ơi, xếp hàng thẳng nha. Đây từ bé. Ờ giỏi, để lại phiếu đây đó. Trung thu dễ ngay rồi, đứng bên góc đi con, đứng ở góc đó đi. Đây. Dạ cô đợi đi con. Đợi đi chừng nào mà phát còn dư thì con phát ha. Tới 6 giờ phát còn dư con phát nha. Tại giờ con phát cho cô nửa chừng nó thiếu thì sao? Rồi, bây giờ nè. Đâu lại. Dạ nè, xếp vô. Nè, đây nè, 1 2 3 Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi nha. 1 2 3. Hát lên Tết Trung Thu nè. Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi. Bắt đầu bắt giọng là 1 2 3. Tết Trung Thu em đốt đèn đi chơi. Em đốt đèn đi khắp phố phường. Rồi con đứng đó nha. Nè con lại đây nhanh nè. Vô nhập với mấy bạn nè, rồi cái mình chúc ông bà cái mình về ha. Đây vô nhanh đi con. Nhanh đi. Nhanh đi. Lại đây con. Đây, lại đây. Đây, rồi vô đây cảm ơn ông bà cái mình về ha. Rồi. Đây, nhập vô. Chưa anh hai, để vô. Thiệt. Nè, đây.
vô đây này, bật đây đèn lớn rồi đứng dưới mấy bạn đây báo thằng nè. Đây chú đọc xong nói vậy nha. À, cảm ơn bà. Đọc, nói theo nè, cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Đã gửi quà Trung thu cho con. Đã gửi quà cho người con. Con chúc. Con chúc sức khỏe và bình an. Rồi, cười lên, vỗ tay lên. Rồi, giờ về đây con. Rồi đây là bé Thành nha quý cô chú. Đây đưa phiếu đây chú. Nè. Đây còn nữa. Chai lấy Doraemon này ha. Rồi. Rồi. Rồi cảm ơn ông. Con cảm ơn ông với bà với chú Nắm. Rồi chú Việt, chú Việt. Rồi. Rồi có gì gửi cho lời trong cái bàn này không? À cái thằng bà. Hả? Cảm ơn ông đã tặng cho con cái này để chú chung không? Rồi, cảm ơn bà nữa ha. Cảm ơn chú Việt nữa. Rồi, về đi con, được rồi. Cũng còn lắp ráp lại lại con. Đưa phiếu đây chú. Rồi. Dạ con cảm ơn bà. Ông với chú. Rồi, cái bà ông chú ha. Rồi về đi con. À, chào con. Dạ. Người phiếu con đâu? Hả? Con có phiếu không? Dạ thì trong thời gian mà đợi á quân bầu chú là tới 6 giờ đã có quy định là ở trong cái phiếu là 6 giờ bắt đầu bây giờ á là đã 6 giờ mấy phút rồi ha. Thì em sẽ phát cho bé này luôn nha. Dạ bé này không có phiếu nè con. Nè bắt lên. Lớn lên nó. Đây còn bánh nữa. Rồi các bạn. Cảm ơn ông. Ông bà. Dạ, chúng thú vui vẻ nha con. Thì còn mấy phần quà này á quý ông bà cô chú anh chị bạn thì em sẽ đem qua cái dách Phú Ninh em phát luôn nha quý ông bà cô chú. Thì cũng nói luôn là cũng cảm ơn cô. Cái phần mà cô cho 10 phần quà phát sinh á thì không có sử dụng tới nha cô. Dạ. Rồi cảm ơn cô và chú và anh Việt rất nhiều nha. Anh Việt kênh YouTube 1971 rất nhiều nha. Sau này con mới lại. Con đi học gì trễ con ra. Dạ. Trễ ha. Chăm chế nha, lần sau rút kinh nghiệm nha, hẹn 6 giờ mà qua 6 giờ là tính đem qua bên kia phát rồi đó. Đây, bánh nè. Rồi, ăn Trung thu vui vẻ rồi. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú. Người con học lớp mấy? Hả? Chưa học hả? Chưa học. Hả? Chưa học. Trung thu giờ có ai tặng quà chưa? Dạ chưa. Chưa. Chưa để chú tặng quà ha. Rồi đây có phần nó chảy với bộ chú giờ phát cái phần này những em mà có gỡ phiếu á mà không lỡ lấy thì đi đâu gặp mấy em phát. Rồi Trung thu vui vẻ ha. Dạ. Chào con. Còn 3 phần bà với quý bà cô chú thì mình phát cho mấy trẻ em đây luôn nha quý bà cô chú tại hôm nay phường Bình Phú Ninh. Dạ. Nè lấy con nào là lấy nè con ăn chay nè. Này cho còn lông đèn nữa con. Còn lông đèn nữa con có rồi. Có không? Lấy bánh thôi không nè con. Cho con lông đèn ha. Dạ không, con quà phải không? Rồi con có lông đèn rồi đúng không? Nè con bánh Trung thu bây giờ bánh Trung thu bé này đòi ha, bé này cần, còn bé này ấy thì cho con hai cái lông đèn ha. Dạ bây giờ còn dư hai cái lồng đèn tại bé kia không lấy, còn cái này con là hai cái bánh ha. Đây nè con ấy không, bây giờ hết rồi còn cái lồng đèn à. Rồi rồi rồi, rồi.